Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu và trân trọng kính mời quý vị đạo hữu tịnh tâm nghe đọc phần tìm hiểu về Phật mẫu, cửu vị nữ Phật và Bạch Vân Động, chư thánh cùng đức hộ pháp và bà đầu sư Lâm Hương Thanh được thờ cúng nơi điện thờ Phật mẫu. Phần 1: Tìm hiểu về Diêu Trì Kim Mẫu. Kim Mẫu là từ nói tắt của danh hiệu Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật Mẫu trưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Kim Bàn hay Kim Bồn là nơi Đức Phật Mẫu chứa các nguyên chất để tạo ra chân thần cho vạn linh. Diêu Trì hay Giao Trì là cái ao làm bằng ngọc diêu nơi cõi thiên liêng ở tầng trời thứ 9 tạo hóa thiên. Diêu Trì Cung là cung điện bên cạnh ao Diêu Trì, là nơi thường ngự của Đức Phật Mẫu. Bát Nương giáng cơ đêm ngày 10 tháng 1 năm Nhâm Thìn 1952 giảng về Diêu Trì Cung như sau: Chị chào mấy em, đêm nay chị đến đặng chỉ cho mấy em rõ Diêu Trì Cung là nơi nào. Nơi ao Diêu Trì có một cái đài phát hiện âm quang, đài ấy thâu lằn xanh quang của ngôi Thái Cực, rồi đem dương quang hiệp với âm quang mà tạo nên chân thần cho vạn linh trong càn khôn vũ trụ. Phật Mẫu là đấng nắm cơ sanh hóa thai quyền chí tôn, đứng ra thâu cả thập thiên can đem hiệp với thập nhị địa chi mà tạo nên vạn vật. Nơi cung Diêu Trì là nơi tạo nên chân thần và thể xác đó vậy. Diêu Trì Cung là cung điện bằng ngọc diêu ở bên ao Thất Bổ chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng trưng cho sự quý giá, còn diêu là chất hơi kết tụ mà thành. Dưới quyền của Phật Mẫu có cửu vị tiên nương trông nom về cơ giáo hóa cho vạn linh. Ngoài ra còn có hằng hà sa số Phật trông nom về cơ phổ độ, mà Quan Âm Bồ Tát là đấng cầm đầu. Quan Âm Bồ Tát ngự tại cung Nam Hải ở An Nhàn Động, còn Diêu Trì Cung thì ở tại Tạo Hóa Thiên. Nơi cung Diêu Trì còn có một cõi âm quan riêng biệt gọi là Phong Đô, đặng giáo hóa các chân hồn đã bị lạc nẻo trên đường trần. Vậy vắn tắt hơn, Diêu Trì Cung là cơ sanh hóa vạn linh và vạn vật đó. Diêu Trì Kim Mẫu là Đức Phật Mẫu trưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Phật Mẫu Diêu Trì là Đức Phật Mẫu ở Diêu Trì Cung. Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu. Như vậy Đức Phật Mẫu là ai? Theo vũ trụ quan của đạo Cao Đài, khi chưa có trời đất, còn trong thời kỳ hỗn mang hay hồng mông, trong vũ trụ chỉ có một chất khí hỗn độn mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trượt hỗn hợp nhưng vô cùng huyền diệu, gọi là khí hư vô, còn gọi là tiên thiên hư vô chi khí. Khí hư vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sanh ra một khối đại linh quang cũng gọi là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng. Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực duy nhất, là đại hồn của một đấng duy nhất được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà chúng ta thường gọi là Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn phân Thái Cực ra lưỡng nghi, dương quang và âm quang.
Đức Chí Tôn chưởng quản khí dương quan, còn khí âm quan chưa có ai chưởng quản. Vì càn khôn vũ trụ lúc bấy giờ chỉ có một mình Đức Chí Tôn mà thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật Mẫu để chưởng quản khí âm quan. Vậy nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là một phần hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để làm chủ khí âm quan, cầm phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn. Khi Đức Chí Tôn tạo dựng ra càn khôn vũ trụ tới đâu thì Đức Chí Tôn tiếp tục hóa thân ra các đấng khác để chưởng quản tới đó. Vũ trụ tới đây đã có hai khối chất khí vĩ đại là dương quang và âm quang, và có hai đấng đầu tiên cầm quyền càn khôn vũ trụ là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Sau đó Đức Phật Mẫu vâng lệnh Đức Chí Tôn thâu lằn sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi đem âm quang phối hợp với dương quang để tạo ra các tầng trời, các quả tinh cầu và các địa cầu, tạo thành càn khôn vũ trụ. Tiếp theo Đức Phật Mẫu tạo hóa ra vạn linh nơi cõi thiêng liêng vô hình. Vạn linh gồm đủ bát hồn là kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn. Rồi Đức Phật Mẫu lại cho vạn linh đầu kiếp xuống các địa cầu, tạo thành vạn vật, tức là chúng sanh. Chúng sanh thì gồm kim thạch, thảo mộc, thú cầm và nhân loại. Trong kinh Phật Mẫu có câu bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh. Mỗi một người nơi cõi thiêng liêng đều có hai thể. Một chân linh là tức là linh hồn do Đức Chí Tôn ban cho. Chân linh này chỉ là một điểm linh quang do Đức Chí Tôn chiết ra từ khối đại linh quang của Ngài, ban cho mỗi người để con người có được tánh linh, có được sự sống và biết gìn giữ sự sống ấy. Một chân thần tức là một xác thân thiêng liêng hay là hình hài thiêng liêng do Đức Phật Mẫu tạo ra và ban cho để làm hình thể vô vi bao bọc chân linh. Do đó con người nơi cõi thiêng liêng gọi Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ, gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu. Ấy là hai đấng cha mẹ chung thiêng liêng vĩ đại nơi cõi hư linh. Khi con người đầu kiếp xuống cõi phàm trần thì chân linh và chân thần của người ấy liền nhập vào thai nhi ngay lúc được sanh ra từ trong bụng mẹ phàm trần. Vậy một con người nơi cõi phàm trần có ba thể: chân linh do Đức Chí Tôn ban cho, chân thần do Đức Phật Mẫu tạo ra, xác thân phàm trần do cha mẹ phàm trần tạo ra. Như thế một con người nơi cõi phàm trần ngoài hai đấng cha mẹ chung thiêng liêng còn có thêm hai vị cha mẹ phàm trần nữa. Tóm lại, toàn cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ hay toàn cả vạn linh đều là con cái của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Dầu cho đó là những vị Phật cao siêu như Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lạc Vương Phật, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Giê-xu vân vân, tất cả đều là con cái của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Hiện nay Đức Phật Mẫu ngự tại cung Diêu Trì ở tầng trời Tạo Hóa Thiên, là tầng trời thứ 9 trong cửu trùng thiên. Theo Di Lạc Chân Kinh, Phật Mẫu cùng các vị Phật là quảng sanh Phật, dưỡng dục Phật, trưởng hậu Phật, thủ luân Phật, giới cửu vị nữ Phật và hằng hà sa số chư Phật khác, thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục chúng sanh quy nguyên Phật vị. Đức Phật Mẫu được nhân loại tôn xưng bằng nhiều danh hiệu khác nhau tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, kể ra như sau đây: Phật Mẫu
vì là mẹ thiêng liêng của toàn cả vạn linh và chúng sanh. Diêu Trì Kim Mẫu, vì Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung. Kim Bàn Phật Mẫu, vì Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Cửu Thiên Quyền Nữ, vì Đức Phật Mẫu rất quyền diệu ngự tại cung từng trời tạo hóa thiên, là tầng thứ 9 trong cửu trùng thiên. Đức Mẹ Thiên Liên, Đại Từ Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, Mẹ Sanh. Đạo Cao Đài tôn thờ Đức Phật Mẫu là tôn thờ ngôi âm, tức là ngôi thứ nhì. Còn ngôi dương là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức ngôi thứ nhất. Đây là một triết lý hết sức mới mẻ và đúng đắn mà từ trước tới nay các tôn giáo chưa từng có. Họ chỉ biết thờ ngôi dương mà thôi. Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu hiện nay của Đạo Cao Đài còn tạm đặt tại Báo Ân Từ trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, vì điện thờ Phật Mẫu Trung ương chưa xây dựng. Chừng nào Hội Thánh xây dựng được điện thờ Phật Mẫu Trung ương thì sẽ chính thức thờ Đức Phật Mẫu tại đó và trả lại Báo Ân Từ dùng làm đền thờ các bậc vĩ nhân có đại công với nhân loại và các bậc tiền bối có đại công với đạo, để hậu sanh tỏ lòng biết ơn theo đúng chức năng của nó như tên gọi Báo Ân Từ. Về quyền năng của Đức Phật Mẫu. Quyền năng to lớn của Đức Phật Mẫu được cho biết trong hai bài kinh Phật Mẫu Chân Kinh và Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, và trong các bài thánh ngôn của Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho. Một số quyền năng của Phật Mẫu được biết kể ra như sau. Một là chủ âm quang. Đức Chí Tôn làm chủ dương quang, Đức Phật Mẫu làm chủ âm quang. Nghĩa là Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu làm chủ phần âm trong cả toàn cả càn khôn vũ trụ. Phật Mẫu Chân Kinh có câu: chủ âm quang thường tùng thiên mạng. Hai là chưởng quản kim bàn. Kim bàn hay kim bồn là nơi Đức Phật Mẫu dùng chứa các nguyên chất để tạo chân thần, nghĩa là xác thân thiên liêng, cho con người nơi cõi thiên liêng. Thứ ba là chưởng quản vườn đào tiên. Đức Phật Mẫu lập ra vườn đào tiên và dùng các quả đào tiên ban thưởng cho các chân linh tu hành đắc đạo khi trở về cõi thiên liêng hằng sống. Hằng năm đến kỳ đào tiên chính, Đức Phật Mẫu mở hội yến bàn đào nơi Diêu Trì Cung, dùng các quả đào tiên và tiên tử đãi các đấng tiên Phật nơi cõi thiên liêng. Thứ tư là tận độ nhân sanh. Toàn cả nhân loại, nhất là 92 ức nguyên nhân đang còn trầm luân nơi cõi trần, đều là con cái thương yêu của Đức Phật Mẫu. Đức Mật Phật Mẫu tận dụng các hình thức giáo hóa để cứu độ tất cả con cái của Ngài, đem trở về cõi thiên liêng, giao cho Đức Chí Tôn phán định phẩm tước và ngôi vị. Phật Mẫu Chân Kinh có câu: nghiệp hồng dẫn tử hồi môn, chí công định vị vĩnh tồn thiên cung. Thứ năm là chưởng quản tạo hóa thiên. Tạo hóa thiên là tầng trời rất quyền diệu, cao nhất trong cửu trùng thiên. Theo Di Lạc Chân Kinh, tạo hóa thiên, tạo hóa quyền thiên hữu, quản sanh Phật, dưỡng dục Phật, trưởng hậu Phật, thủ luân Phật, giữ cửu vị nữ Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Phật, tùng lĩnh kim bàn Phật Mẫu, năng tạo năng hóa vạn linh, năng du ta bà thế giới, dưỡng dục quần sanh, quy nguyên Phật vị. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, thính ngã dục tu phát nguyện. Nam mô kim bàn Phật Mẫu dưỡng dục quần linh. Nhược hữu sanh, nhược dị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội,
Nhược hữu niệm, nhược vô niệm, quần hư thi hình, đắc A nậu đa la, tam diệu tam bồ đề, xá lợi tử, quy nguyên Phật vị, tất đắc giải thoát. Nghĩa là từng trời tạo hóa thiên quyền diệu, có quảng sanh Phật, dưỡng dục Phật, dưỡng hậu Phật, thủ luân Phật, cùng với chính vị nữ Phật, như các cấp vô số Phật tuân theo mạng lệnh của Đức Phật Mẫu, chưởng quản kim bàn, có khả năng tạo hóa tất cả chân linh, có khả năng đi đây đi đó đến các cõi trần, nuôi nấng chăm sóc chúng sanh trở về nguồn cội là ngôi vị Phật. Nếu như có người nam lành, người nữ lành, nghe theo lời ta muốn tu hành thì phát ra lời nguyện: Nam mô Kim Bàn Phật Mẫu, nuôi nấng chăm sóc tất cả các chân linh. Nếu như có sanh ra, nếu như chưa sanh ra, nếu như có kiếp sống, nếu như không có kiếp sống, nếu như có tội, nếu như không tội, nếu như có lòng tưởng niệm, nếu như không có lòng tưởng niệm, trở lại cõi hư vô, thi hành đúng theo khuôn phép, được phẩm vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác, chân thần trở về nguồn cội là ngôi vị Phật, ắt được giải thoát. Thứ sáu là quyền làm mẹ vạn linh. Đức Phật Mẫu là bà mẹ thiêng liêng của toàn cả vạn linh, mà vạn linh thì gồm đủ bát hồn, tức là tám phẩm chân linh, gồm kiếp thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Nhưng tại sao quyền hành của Đức Phật Mẫu lại nhỏ hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Phổ Phật hay Đức Di Lạc Dương Phật? Đức Hộ Pháp thuyết đạo con đường thiên liên hằng sống giải như sau: Bần đạo đi ngang cung Hỗn Nguyên Thượng Thiên là nơi Đức Di Lạc đã thâu pháp, đã định vị nơi ấy. Bần đạo có tả mà trong tâm còn mờ hồ, không biết tại sao, vì lẽ gì Đức Phật Mẫu là mẹ mà phải chịu dưới quyền của con là Đức Di Lạc trong bụng, coi hơi bất mãn. Liền khi ấy, bần đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức Phật Mẫu đứng đằng trước, còn Đức Di Lạc ở đằng sau lưng, quỳ xuống, đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho bần đạo hiểu, dầu cho người con ấy mạnh mẽ quyền hành thế nào, mà quyền mẹ vẫn là quyền mẹ, không thế gì qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lệnh của Đức Phật Mẫu, đặng chỉ thế mà thôi. Cũng trong con đường thiêng liêng hằng sống, Đức Hộ Pháp thuyết đạo thuật lại lúc Ngài vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu, thấy cái quyền năng vô biên của Đức Phật Mẫu. Bần đạo cùng các bạn kỳ trước đã ghé nơi Tạo Hóa Thiên, tức tòa thiên cung Phật Mẫu là Diêu Trì Cung. Bần đạo có nói một điều làm cho chúng ta nên suy nghĩ nhiều là quyền bí vô biên của Phật Mẫu. Bần đạo nói sơ lược quyền năng thế nào mà khi chúng ta vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó lên trên mặt Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bần đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh bần đạo, tưởng cả thải cũng đều ngó thấy người mẹ của họ vậy. Nếu lấy theo cái trí học tưởng tượng, không biết con mắt thiêng liêng có chiếu hình mẹ ta chiếu diệu ra không, hay là quyền diệu vô biên của Phật Mẫu cho chúng ta thấy như vậy. Bà mẹ hình hài chúng ta, đây là nhân duyên của Đức Phật Mẫu bên phái nữ đó. Có điều trọng hệ là dầu nam nữ cũng vậy, ráng giữ một điều này, coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình ảnh Đức Phật Mẫu thì thấy người mẹ nhân từ hiền hậu vô cùng, hạnh phúc mình được hưởng đó. Còn trái lại, nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu
ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó. Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu hiện nay tạm đặt tại Báo Ân Từ trong nội ô tòa Thánh Tây Ninh. Trong Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu theo sự tích Hớn Rước Diêu Trì, tức là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật Mẫu giáng xuống qua điện. Sự tích Hớn Rước Diêu Trì cụ thể như sau: vua Hớn Võ Đế hay Hán Vũ Đế 141 đến năm 87 trước Tây Lịch là vị vua thứ 5 của nhà Hớn bên Tàu, có hùng tài đại lược nhưng cũng rất tín ngưỡng trời Phật. Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, ngài có phát nguyện lập một cảnh chùa thật tráng lệ gọi là Hoa Điện để sùng bái trời Phật. Gọi là Hoa Điện vì chùa này được chạm khắc hình các thứ hoa trên các vật liệu xây dựng nên mới trông vào thấy như một cung điện toàn bằng hoa. Ngôi chùa lớn lao cực kỳ xinh đẹp như thế, nhưng nhà vua chưa quyết định thờ đấng nào, chỉ để trống, chủ tâm là chờ đợi đến chừng nào nhà vua thấy được sự huyền diệu hiện tượng ra thì nhà vua mới sùng bái. Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua tổ chức một lễ khánh thọ đáo tuế long trọng. Ngài có sở vọng cầu khẩn thế nào cho có Đức Phật Mẫu giáng xuống chứng lễ, nên nhà vua lập bàn hương án trước sân chùa cầu khẩn ngày đêm mà không biết Đức Phật Mẫu ngự ở nơi nào và có thấu biết chăng. Lúc bấy giờ có ông Đông Phương Sóc tu đắc đạo thành tiên, mà trước kia ông có làm quan trong triều đình của Hớn Võ Đế. Sau về núi tu luyện, đang ngồi tịnh chợt động tâm, liền đón biết hiểu rõ mọi việc của Võ Đế nơi triều đình. Ông liền xuống núi đi đến kinh đô vào triều đình yết kiến Võ Đế. Vua Hớn Võ Đế gặp được Đông Phương Sóc thì rất mừng rỡ, thuật hết mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe và nói rõ ước vọng của nhà vua nhân cuộc lễ khánh thọ đáo tuế là sở cầu Đức Phật Mẫu đến chứng lễ, mà không biết Đức Phật Mẫu ở nơi nào và nhờ ai đi thỉnh. May mắn có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ khanh giúp trẫm đi thỉnh Đức Phật Mẫu được chăng? Ông Đông Phương Sóc tâu rằng: bệ hạ đã định thì hạ thần xin phục mạng, dầu khổ nhọc thế nào hạ thần cũng sẽ đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng kết quả được cùng chăng là do lòng thành thật cầu nguyện của bệ hạ, vậy xin bệ hạ ban chiếu cho thần đi thỉnh. Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi. Ông dùng quyền diệu tiên gia, chỉ trong chốc lát Đông Phương Sóc đã đến được Diêu Trì Cung nơi cõi Tạo Hóa Thiên. Đông Phương Sóc xin vào yết kiến Đức Phật Mẫu và tâu bài hết các việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu. Đức Phật Mẫu cảm động phán: Phật Mẫu sẽ giáng phàm vào đêm Trung Thu chứng lễ khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽ đem theo 4 tiên đồng nữ nhạc đờn ngâm bài chúc thọ và tặng 4 quả đào tiên. Khi Phật Mẫu đến có thanh loan báo tin trước. Phương Sóc rất vui mừng bái tạ Đức Phật Mẫu rồi cấp tốc trở lại trần gian tâu bài các việc cho vua Võ Đế biết. Nhà vua rất vui mừng và hỏi: thanh loan là gì? Đông Phương Sóc đáp: thanh loan là con chim loan màu xanh, đó là con chim lịnh của Đức Phật Mẫu dùng để chở Đức Phật Mẫu du hành khắp nơi. Xin bệ hạ chỉnh trang cho long trọng, trang nghiêm, tinh khiết để nghinh tiếp Đức Phật Mẫu. Phải lập bàn hương án bên trong và bên ngoài song hương khử trược. Đêm rằm Trung Thu năm đó trăng sáng dằng dặc, đầu giờ tí Hớn Võ Đế quỳ trước Hoa Điện thành tâm cầu khẩn. Sải thấy một con chim thanh loan đáp xuống sân Hoa Điện,
Liền khi đó, Đức Phật Mẫu cùng cửu vị tiên nương và bốn tiên đồng nữ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện. Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật Mẫu vào ngự nơi chánh điện của Hoa Điện. Đức Phật Mẫu dạy bốn tiên đồng nữ nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế bốn quả đào tiên và ca ngâm bài chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quỳ, hai tay nâng cái đĩa lên để rước lộc. Bốn vị tiên nữ ấy có tên là Hứa Phi Yến, An Phát Trinh, Đổng Song Thành và Dương Tử Phá. Sau khi chứng lễ đáo tuế của vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật Mẫu cùng cửu vị tiên nương và bốn tiên đồng nữ nhạc cởi chim thanh loan trở về Diêu Trì Cung nơi cõi thiên liêng. Vua Hớn Võ Đế ghi nhớ hình ảnh của Đức Phật Mẫu và chính vị nữ tiên, cho thợ khéo tạc hình Đức Phật Mẫu và chính vị nữ tiên nơi Hoa Điện để ghi nhớ sự tích và phụng thờ Đức Phật Mẫu. Sự tích này được truyền tụng đến ngày nay. Do đó, nơi thờ Đức Phật Mẫu được gọi là điện chứ không gọi là đền. Do theo sự tích này, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu và cửu vị tiên nương nơi báo ân từ như sau. Trên hết là chân dung Đức Phật Mẫu cởi thanh loan, tức là con chim loan màu xanh, kế đắp chính pho tượng của cửu vị tiên nương, đắp thêm bốn pho tượng của bốn nữ nhạc theo hầu Đức Phật Mẫu. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quỳ bưng bằng hai tay một cái đĩa nâng lên khỏi đầu. Trên đĩa có bốn quả đào tiên do Đức Phật Mẫu ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quỳ bên hữu Đức Phật Mẫu. Pho tượng Đức Cao Thượng Phẩm quỳ trước sân Hoa Điện. Trong khuôn tượng đắp lên một cảnh chùa cổ tự kiểu xưa gọi là Hoa Điện. Đáng lẽ tạo hình Hớn Võ Đế, nhưng vì đời Hớn Võ Đế đến nay quá xa thẳm. Lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chân linh Hớn Trung Ly trong Bát Tiên giáng phàm. Nay là thời Hạ Nguyên Tam Chuyển, bước qua Thượng Nguyên Tứ Chuyển, Bát Tiên lãnh lệnh giáng phàm làm tướng soái cho Đức Chí Tôn mở đạo. Đức Cao Thượng Phẩm chính là chân linh Hớn Trung Ly giáng phàm kỳ này, nên tạo hình Đức Cao Thượng Phẩm thay vào chỗ Hớn Võ Đế thì thuận hơn. Thánh ngôn của Đức Phật Mẫu giảng dạy cũng khá nhiều. Sau đây xin chép ra một bài tượng trưng. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 15 tháng 11 năm Tân Mùi, 23 tháng 12 1931. Phò Loan Đức Hộ Pháp và Bảo Văn Pháp Quân. Diêu Trì Kim Mẫu: Thiếp chào chư hiền đồ nam nữ, có từ bi giá ngự, thiếp nhượng cho người, mà người nhượng lại cho thiếp dáng trước giáo hóa đôi điều, thiếp phải tuân mạng, chư hiền đồ bình thân. Thi: Từ hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ, cho thiếp quyền quản khí hư vô, lấy âm quang tạo phách tăng đồ, muôn vật cả lo cho sanh hóa, nuôi nấng lấy sát thân hòa quả, thuận âm dương căn quả hữu vi. Chưa ai vào đến cõi trần này, chẳng thọ lấy chân thần tai thiếp. Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp, rồi dắt diều cho hiệp với cha. Kìa mớm cơm vú sữa cũng là, sanh một kiếp người ta đáng mấy. Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy, khối tình thương chẳng lấy chi nhiều. Huống tạo thiên đùm bọc chắc chiêu, sanh một đứa liều ngàn thế kỷ. Chịu mất trẻ cũng vì tà mị, cướp con thương bỏ vị quên ngôi.
ôi thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi, thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ. Trân trọng lấy hình hài dơ ố, còn thiên liêng vô số tiếc thương. Hằng trong mong con đặng phi thường, đem vào đặng con đường hằng sống. Kể từ trước thiếp là hình bóng, biết thương con chẳng mộng con thương. Đạo diều đời bởi thiếp lo lường, trên mới thuận khoáng chương phổ tế. Kể từ trước đạo còn bị bế, mẹ thương con chẳng thế dắt diều. Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu, ngọc hư định đã nhiều phép cứu. Thiếp từ đặng phái vàng chí bửu, lịnh chí tôn khai mối tam kỳ. Hằng ngày lo cho đám nữ nhi, chẳng đủ trí sánh bì nam tử. Ơn nhờ có con là long nữ, đến thay thân thiên sứ từ hàng. Đùm bọc em con ráng bước một đàn, đặng cho mẹ dễ dàng cứu rỗi. Kìa cực lạc niết bàn đem đổi, lấy thân phàm làm mối giải quan. Mẹ trông con về cảnh an nhàn, ở trần thế muôn ngàn sầu thảm. Cõi thiên vị cho con còn dám, huống dạy khuyên mô phạm căn tu. Chỉnh tiết con chẳng rõ hiền ngu, đặng tự định công phu trọn phận. Con thì đứa đường đời lẫn bẩn, con thì hay vai trở cơ mậu. Mối quyền vi nào rõ cao sâu, cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm. Con ví biết mình cao bực phẩm, thì phải toan cho dám phế đời. Các em con chỉ để con ngươi, coi con bước mấy giờ nối gót. Lời cần yếu mẹ than cho trót, muốn dạy em con khá xót xa chừng. Phải hằng ngày ở giữa bên lưng, nhắc từ chuyện khuyên răng từ việc. Cũ nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc, chỉ trách con chưa biết nhập trường. Phải hiểu rằng lòng mẹ hằng thương. Bài tìm hiểu Đức Diêu Trì Kim Mẫu đến đây là hết. Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau đây là phần tìm hiểu về Nhất Nương. Nhất Nương là vị nữ tiên đứng hàng thứ nhất trong cửu vị tiên nương ở Diêu Trì Cung hầu cận Đức Phật Mẫu. Nhất Nương có bửu pháp là đàn tỳ bà cai quản vườn ngạn quyển nơi từng trời thứ nhất của cửu trùng thiên. Xem xét các nguyên nhân đang còn sống nơi cõi trần hay đã quy vị. Mỗi đó qua trong vườn ngạn quyển tượng trưng một nguyên nhân. Khi nguyên nhân tái kiếp xuống trần thì đó qua ấy nở. Khi nguyên nhân quy vị thì qua ấy héo tàn. Khi nguyên nhân làm điều đạo đức tốt đẹp thì sắc hoa tươi thắm. Khi làm điều thiếu đạo đức thì sắc hoa ủ dột xấu xí. Trong một kiếp giáng trần ở nước Việt Nam, Nhất Nương có tên là Hoa. Cho nên bài thài hiến lễ Nhất Nương trong lễ hội yến Diêu Trì Cung có chữ Hoa đứng đầu. Hoa thu ủ như màu thẹn nguyệt, giữa thu ba e tuyết đông về. Non sông trải cánh tiên lòe, mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.
Nhất nương có bổn phận trưởng quản vườn Ngạn Quyển, nên ít khi có thời giờ để giáng cơ dạy đạo. Sau đây là vài bài thi của Nhất nương khi giáng cơ chung với cửu vị tiên nương. Trích riêng ra: Hoa tiên vẻ đẹp xinh văn miếu, gót tiên đưa yểu điệu chân dung. Cung diêu ghé mắt thư hùng, reo tơ mai gặp hội cùng tương tri. Hoa quỳnh nở trời thơm mấy dặm, lẫn xem thu lần ngắm hoa đông. Sông mai hạt lối dặm hồng, đề thơ cậy lá ngô đồng rơi tinh. Hoa tươi thắm sắp mừng năm mới, đón chào tiên đã tới đào nguyên. Sông ngân sắp thẳng con thuyền, chờ ngày đón khách mai duyên trở về. Chúng tôi sưu tầm được hai bài giáng cơ của Nhất nương, xin chép ra sau đây. Bài 1: Nhất nương giáng cơ nói chuyện với Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm lúc chưa mở đạo, ngày 14 tháng 1 năm 1926. Qua Nhất nương: Em cảm ơn hai anh, em xin hai anh gắng công học đạo, dưỡng luyện tinh thần, ắt ngày sau đắc đạo. Coi bủ vị làm trọng, đừng ham luyến hồng trần mà phải đọa. Đôi lời thành thật, xin hai anh thương tình gìn giữ. Mắt hầu em không thể nán lại lâu, em xin cứu, lâu lâu em sẽ nói rõ. Nhất nương giáng cơ nói chuyện với Đức Phạm Hộ Pháp ngày 12 tháng 10 1934, Phò Loan, Hộ Pháp và Tiếp Thế. Nhất nương diêu trì cung: Em khép nép mừng mấy anh và mấy em, hèn lâu em không đến đặng. Khi thì nghe lục nương, khi thì nghe bác nương nói. Đạo nay thì vậy, mai thì khác, lộn xộn quá chừng. Em nghe vậy thì hay vậy, chế phận sự Ngạn Quyển trưởng bộ hồn đâu có thì giờ rảnh rang đặng đến trò chuyện cùng mấy anh cho thỏa tình hoài vọng. Đức Hộ Pháp hỏi: Em cắt nghĩa Ngạn Quyển trưởng hồn là sao cho qua rõ? Dạ, Ngạn Quyển trưởng hồn là vườn Ngạn Quyển trồng hoa, mỗi cái hoa là một chân hồn của kẻ nguyên nhân. Thạnh suy thăng đọ chi cũng do nơi khối sanh hoa ấy định sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm nom từ tuổi. Em không rảnh đặng làm gì vậy? Lúc nọ vào chầu Ngọc Hư, lại có nghe có lệnh Chí Tôn hiệp cùng Ngọc Hư đặng giao quyền chuyển thế một lúc cho hiệp thiên đài. Từ mẫu vốn không thuận tình theo điều ấy, nên có hỏi: Bởi đâu thiên cơ chuyển pháp như vậy? Lý trưởng huynh nói rằng: Lập thiên thơ do quyền của cực lạc thế giới của Phật di truyền đến buổi đạo đã được vào phương chuyển pháp, nên phải giao hồi lại cho cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới lại là hiệp thiên đài, nên cả chư Phật mới vừa lòng tùng chân linh hộ pháp giáng linh chuyển thế thì đạo mới thành. Bởi cớ nên từ mẫu chẳng lời chi cãi chối đặng, nên người có gửi cho hộ pháp một bài thơ phân trần điều ấy. Cười: Ngày nay đã thấy lẽ thiên cơ, kết quả rõ ràng, em rất vui mừng. Ngày nay đến đặng để lời khen tặng. Ôi mấy người theo rộn quá, nói không hết chuyện, em cứu lỗi đặng nhượng cơ cho họ thăng. Tiểu sử Nhất nương đến đây là hết.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo là tiểu sử của Nhị Nương. Nhị Nương là vị tiên nữ đứng hàng thứ hai trong cửu vị tiên nương Diêu Trì Cung, hầu cận Đức Phật Mẫu. Nhị Nương cầm bủ pháp lư hương, cai quản vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu ở từng trời thứ hai, đón tiếp các chân hồn quy thiên, mở tiệc trường sanh, đưa các chân hồn đến Ngân Kiều để cởi kim quang bay lên Ngọc Hư Cung. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, Nhị Nương có tên là Cẩm. Do đó, bài thài hiến lễ Nhị Nương trong hội yến Diêu Trì Cung khởi đầu bằng chữ Cẩm. Cẩm tú văn chương hà khách đạo, thi thần tử thanh vấn thùy nhân. Tuy mang lấy tiếng hồng quần, cảnh tiên còn mến cõi trần anh thư. Nhị Nương ít khi giáng cơ dạy đạo, thường cho thi cùng với cửu vị tiên nương. Trích ra sau đây vài bài thi ngắn. Cẩm chích. Cẩm chức dệt câu văn biệt khách, bút tiên đề vẽ nét trí quan. Xe mây lướt dẫm trần hoàng, dòm theo nỗi khổ đôi hàng lễ xa. Cẩm phong nhị đào thơ nở bóng, vẽ chân cam lồng lóng mùi thơm. Kìa nghe tiếng hạt ba hôm, giải sầu đối bóng khuyên hồn chơi tiên. Cẩm tú đây ra bề tiên giới, mở thần quang bước tới đạo nguyên. Nắm cân giữ lấy đạo quyền, đưa thuyền bát nhã đổ duyên cõi trần. Tiểu sử của Nhị Nương đến đây là hết. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo đây là tiểu sử của Tam Nương. Tam Nương cầm bủ pháp là Hoạt Long Tu Phiến, đón tiếp các chân hồn lên từng trời thứ ba là Thanh Thiên. Dùng thuyền Bát Nhã đưa các chân hồn đi qua biển khổ, sang bờ giác ngộ quy hồi cụ vị. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, Tam Nương có tên là Tuyến, nên khi giáng cơ cho thi thường có chữ Tuyến đứng đầu bài thi. Tuyến nghiệp phàm vô vị, đạo khai dĩ định kỳ. Hồng ân chan rưới mấy khi, bến mê há để lỡ thì độ sanh. Tiếp theo là tiểu sử của Tứ Nương. Tứ Nương cầm bủ pháp kim bản, đón tiếp các chân hồn lên từng trời thứ tư là Quỳnh Thiên, làm giám khảo tuyển chọn các văn tài trong mỗi khoa thi. Ai hiền đức và tài giỏi thì Tứ Nương hộ trì cho thi đậu, để đem tài năng ra giúp đời. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, Tứ Nương có tên là Gấm, nên khi giáng cơ cho thi thì thường có chữ Gấm đứng đầu bài thi. Gấm thiêu hoa càng nhìn càng đẹp, đức thêm tài chẳng hẹp đường tu. Mặt người lên võng xuống dù, lợi danh xạo sự thiên thu lỡ làng.
Đến đây là hết phần tiểu sử của Tứ Nương. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát. Tiếp theo là tiểu sử của Thất Nương Diêu Trì Cung. Thất Nương là đấng nữ tiên thứ 7 trong cửu vị tiên nương Diêu Trì Cung. Trong lịch sử cơ bút của đạo Cao Đài, Thất Nương là vị nữ tiên đến với nhóm Xây Bàn đầu tiên hơn hết, để dùng thi văn tuyệt bút dẫn dắt quý ngài Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư và Cao Hoài Sang vào đường đạo đức, với tên tạm mượn là Đoàn Ngọc Quế. Trong bài kinh tán tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu có câu: Thất Nương khiêu đuốc đạo đầu, nhờ người gửi ánh nhiễm màu huyền di. Thất Nương có nhiều kiếp giáng trần, nhưng hiện nay chỉ biết được hai kiếp của Thất Nương, một kiếp ở Trung Hoa và một kiếp ở Việt Nam. Một kiếp sanh ở Trung Hoa, Thất Nương đầu kiếp trong một gia đình quan đại thần đương triều. Cô lớn lên trong sự giàu sang quyền quý, nhưng không giống như các tiểu thư đài các khác, cô rất hiền hòa độ lượng. Tiếng tốt đồn vang khiến cho một chàng thư sinh đem lòng ngưỡng mộ thầm yêu. Chàng thư sinh không dám thố lộ cùng ai, vì chàng thuộc gia đình dân giả, còn nàng là tiểu thư khuê các, con quan đại thần. Chàng chỉ biết im lặng ôm mối tình si tuyệt vọng. Cô chẳng hề hay biết, vẫn ngây thơ sống trong nhung lụa. Nhưng chẳng may cô vắng số, mới vừa ở tuổi cập kê là bị bạo bệnh qua đời. Dầu gia đình có rước lương y đến, nhưng cứu cô không kịp. Chàng thư sinh hay tin như sét đánh ngang tai, ôm chặt mối tình tuyệt vọng, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Dần dần thân hình tiều tụy và cũng qua đời. Hồn chàng thư sinh phưởng phất bay về cõi thiên liêng. Theo luật thiên điều, dù vô tình hay cố ý, cô cũng có quan hệ với quan hồn của chàng thư sinh, nên cô phải tái kiếp một lần nữa để trả cái món nợ quan tình đơn phương đó. Về kiếp sanh ở Việt Nam, hồn chàng thư sinh ấy đầu thai xuống trước tại Chợ Lớn trong một gia đình khá giả. Khi lớn lên, chàng được cha mẹ cho ăn học đầy đủ. Chàng rất chuyên cần tu học nên học rất giỏi. Sau khi thi đậu xong bằng tú tài, cha mẹ cho chàng qua Pháp học đại học y khoa để sau này trở thành một bác sĩ. Phần cô Thất Nương sau đó cũng tái kiếp xuống trần, đầu thai vào gia đình họ Dương ở Chợ Lớn. Cô sanh ngày 8 tháng 1 năm Canh Tý 1900, có tên là Dương Thị Lễ. Thân phụ của cô là ông Dương Quang Trân làm đốc phủ. Thân mẫu là bà Đỗ Thị Sang, con gái của quan tổng đốc Đỗ Hữu Phương. Ông Dương Quang Trân là anh ruột của ông Dương Quang Kỳ. Ông Kỳ sau này được ông phủ Ngô Văn Chiêu độ nhập môn vào đạo Cao Đài, được Đức Chí Tôn phong phẩm giáo sư Thượng Kỳ Thanh.
Hai ông Trân và Kỳ là con của ông Dương Quang Đễ và bà Huỳnh Thị Bảy. Bà Huỳnh Thị Bảy là con gái của ông Huỳnh Mẫn Đạt. Còn ông Dương Quang Đễ là con của quan thống chế Dương Quang Hạc. Trước kia, ông bà Dương Quang Trân sanh con rất khó, nên phải ra tận kinh thành Huế thỉnh ly hư lư hương cầu tự nơi miếu bà Cửu Thiên Quyền Nữ về thờ, mới có thai sanh ra cô Dương Thị Lễ. Lớn lên, cô Lễ theo học tại trường trung tiểu học Pháp Saint Alphonse tới bậc trung học. Cô Lễ rất được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, lại rất hiền hòa hiếu thảo, càng lớn càng đẹp. Đến tuổi cập kê, có nhiều gia đình danh giá đến dạm hỏi, nhưng cô nhất định chưa muốn có chồng. Cha mẹ cô cũng chiều con, không hề ép uổng. Bỗng một hôm, cô lâm bệnh bất ngờ. Người nhà vội rước lương y điều trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Hễ cha mẹ cô nghe nơi nào có thầy hay thuốc giỏi thì liền tìm tới rước về để trị bệnh cho cô, không kể tốn hao. Nhưng bệnh của cô cũng không hết. Kịp hay tin có một bác sĩ học rất giỏi từ bên Pháp mới trở về Việt Nam. Ông bà Dương Quang Trân tìm biết đó là con trai của một người quen cũ, không thân lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có tới lui. Ông bà đích thân đến chào người quen cũ ấy và hỏi thăm về cậu bác sĩ, yêu cầu cậu bác sĩ vui lòng đến xem mạch và trị bệnh cho con gái mình. Nhận thấy cậu bác sĩ cũng có dáng khôi ngô, ông bà Dương Quang Trân mới nói rằng: khi bác sĩ trị bệnh cho con gái tôi hết bệnh thì chúng tôi sẽ gả con gái cho bác sĩ. Cậu bác sĩ nghe vậy thì hơi đỏ mặt, vui vẻ nói: cháu xin cố gắng hết sức, còn việc kia thì ba má cháu sẽ bàn tính với hai bác nếu hai bác thương tình. Nói xong, cậu bác sĩ xin phép cho người nhà hướng dẫn vào thăm bệnh nhân. Nhưng liền đó, người giúp việc hớt hải chạy ra báo cáo: bà ơi, cô làm sao lạ lắm, nghe cô ực lên một tiếng rồi nằm im luôn, hai mắt nhắm nghiền. Mọi người chạy nhanh đến phòng của cô. Vị bác sĩ lật đật xem mạch, thấy mạch còn rất yếu, trong giây phút thì tắt hẳn. Vị bác sĩ đứng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, để nghe tim mình rung động bàng hoàng giữa tiếng khóc thảm thiết của bà Dương Quang Trân và những người thân yêu. Mối quan tình giờ đây đã giải xong, chỉ một lời nói thôi cũng đủ. Ngày cô mất là ngày 25 tháng 10 năm Mậu Ngọ, dương lịch 28 tháng 11 1918, hưởng dương được 19 tuổi. Mộ của cô Dương Thị Lễ ở trong khuôn viên đất của gia đình ông Tổng đốc Phương, thường gọi là vườn bà lớn, ở gần ngã bãi Sài Gòn. Năm Mậu Thân 1968, mộ được lấy cốt và thiêu, lấy cho cất vào hũ để thờ. Đất ấy được trưng dụng để xây cất chung cư Nguyễn Thiện Phật ở quận 3 ngày nay. Năm Ất Sửu 1925, thời kỳ mới khởi sự xây bàn để thông công với cõi vô hình, 4 ngài Cao Huỳnh Cư, Cao Huỳnh Diêu, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang xây bàn đêm mùng 10 tháng 6 năm Ất Sửu 30 tháng 7 1925 tại nhà ngài Cao Hoài Sang gần chợ Thái Bình, Sài Gòn. Cô Dương Thị Lễ dán bàn mượn danh Đoàn Ngọc Quế cho bài thi tự thuật như sau: nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai,
mạng bạc còn xuân uổng sắc tài. Những ngỡ trao duyên vào ngóc cát, nào dè cuối nở xuống tuyền đài. Dưỡng sinh cam lỗi tình sông núi, tơ tóc thôi rồi nghĩa chút mai. Dồn dập tương tư hoằng một gánh, nỗi mình tâm sự tỏ cùng ai. Cũng trong năm Ất Sửu 1925, trong một đàn cơ khác có mặt ông Dương Quang Trân, cô Dương Thị Lễ gián bàn viết một bài thi cho ông Dương Quang Trân là thân sinh của cô. Thi: cúi lại thân sinh thứ lỗi con, âm dương tuy cách hiếu tâm còn. Hồn quê nếu nắm tình non nước, phách quế náo nương giả sắc son. Ác lặng hiên đoài già nhắc nhòm, nguyệt trầm non thái trẻ thon giòn. Thấy nhau thêm tuổi đường ly biệt, đá nát xương tan nghĩa vẫn còn. Ngày 22 tháng 11 Đinh Hợi 1947, ngài khai pháp Trần Duy Nghĩa thuyết đạo tại đền thánh về luật công bình thiêng liêng, nói Ngọc Hư Cung có cho biết rằng vào năm 1929, cô thất nương Dương Thị Lễ hay tin thân phụ là Dương Quang Trân Quy Liễu bị tội đọa nơi Diêm Cung. Cô thất nương lén bỏ Diêu Trì Cung đặng đi xuống Diêm Cung để thức tỉnh cha của cô. Vì phế phận nên Ngọc Hư Cung bắt tội thất nương, làm cho Diêu Trì Cung náo nhiệt, nhất là bác nương. Sợ cho thất nương bị tội ấy mà thất vị, bác nương mới giáng cơ báo tin cho Đức Phạm Hộ Pháp hay và yêu cầu Đức Hộ Pháp xin với Ngọc Hư Cung ân xá cho thất nương. Đức Hộ Pháp liền lập đàn cơ, thất nương giáng tỏ bài nổi niềm hiếu đạo. Thi: hỏi ai có biết hiếu ra sao, chính chữ cù lao giá thế nào. Hình dốc cảnh tiên còn dính máu, chân thần nước Phật giữ thai bào. Nỗi riêng chưa vẹn thân từ phụ, nghĩa nặng đeo đai phận má đào. Thà xuống âm cung chia khổ tội, cho về ai nở ngữ đại cao. Đức Hộ Pháp đọc bài thi rồi thì xúc động từ tâm, nghĩ gì luật pháp quá nghiêm khắc, e rằng nơi mặt thế này không ai tránh khỏi tội. Cô thất nương vì chữ hiếu mà phải bị phạt, thế thì luật công bình có lẽ còn có chỗ khuyết điểm chăng? Đức Hộ Pháp quyết định dâng sớ lên Đức Chí Tôn xin tội cho thất nương. Đức Chí Tôn nhận được tờ sớ liền giao cho Đức Lý Thái Bạch và nói rằng: con coi, tắc nó trách thầy, ắt nó chưa hiểu rõ luật công bình thiên điều thế nào, con cũng nên đến giải cho nó đặng hiểu. Dân lệnh Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ nói cho Đức Hộ Pháp hiểu rõ và cho bài thi về luật công bình thiêng liêng. Thi: phải giữ chân linh đặng trọn lành, Ngọc Hư toàn ngữ đấng tinh anh. Luật điều cổ Phật không chừa tội, hình phạt Chí Tôn chẳng dĩ tình. Chánh trực kinh quay loài giả dối, công bình vừa sức kẻ chân thành. Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn, biết sợ xin khuyên cẩn thận mình. Đức Lý Giáo Tông. Trong bài thuyết đạo của ngài Cao Tiếp Đạo, Cao Đức Trọng tại đền thánh vào thời Tý ngày 15 tháng 12 năm Đinh Hợi 1947,
Có một đoạn ngài Cao Tiếp Đạo nói về cái khổ của thất nương vì chữ hiếu, trích ra như sau: cái khổ đó chưa ai tránh được, dầu cho bậc thần thánh có thân hình cũng phải vào cảnh khổ đó, chính thất nương cũng vì khổ đó cho nên mới có để lời than. Sau khi đã lãnh lệnh xuống cõi âm quan độ con cái của Chí Tôn đang bị giam hãm nơi đó, lựa chỗ cho đầu thai, thật là một ân huệ vô cùng vô tận của Đức Chí Tôn để độ tận con cái của người vậy. Thất nương vì hiếu, khi hay tin cha mẹ mắc tội nơi phong đô, liền bỏ cung Diêu Trì xuống đó độ rỗi, nên bị thiên đình bắt tội. Đã hai kiếp sanh khổ vì tình vì hiếu, nên sau khi thất nương được đặc ân của Ngọc Hư Cung xá tội, liền tình nguyện đến cõi âm quan độ rỗi các chân hồn thất thể, đặng trả nghĩa cho thầy. Trước khi đi, trong một kỳ đàn, thất nương có đến từ giả và để lời than với Đức Hộ Pháp và một vài chức sắc hiệp thiên đài. Bài thơ ấy xin nhắc lại như sau: thi hai kiếp đeo đai lắm nở trận, cái thân vì khổ bận cho thân, niềm duyên đổ ngọc lan phòng nguyệt, nỗi hiếu rơi châu tưới mộ phận, giữ đạo mong chờ ngày độc tịch, bán mình quyết cứu độ song thân, nước non càng ngấm càng thêm chảnh, chảnh thảm khi mang mảnh xác trần. Thất nương, bần tăng tả cảnh khổ trên đây để các bạn nhập tâm ghi nhớ. Thất nương là một vị nữ Phật thứ bảy trong hàng cửu vị nữ Phật mà còn không tránh khỏi khổ. Đó là bài học của tâm hồn trí não. Nếu tránh được khổ thì trên con đường lập dị chúng ta rất may duyên sẽ gặp đặng Đức Chí Tôn mà hàng ngày người hàng trông ngóng. Trong số cửu vị tiên nương Diêu Trì Cung hay cửu vị nữ Phật, chỉ có Bát Nương và Thất Nương là thường giáng cơ dạy đạo và cho thi danh nhiều nhất, kế đó là Lục Nương, còn các vị nữ tiên khác thì ít có giáng cơ. Thất nương cầm bửu pháp là hoa sen tiếp đón các chân hồn đến từng trời hạo nhiên thiên, bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Thất nương lại để lòng từ bi, tình nguyện lãnh lệnh Ngọc Hư Cung xuống cõi âm quan giáo hóa các nữ tội hồn, cho họ sớm thức tỉnh để được tái kiếp trả xong căn quả và tu hành. Thất nương thường giáng cơ dạy đạo và cho thi. Khi giáng cơ cho thi, cô thường đặt chữ lễ đứng đầu bài thi. Lễ văn đủ định phân khách trí, hạnh đức toàn xứng vị thánh nhân. Cõi trần là chốn mê tân, dìu nhau lánh giả tầm chân tiếc gì. Tiểu sử của thất nương đến đây là hết. Tiếp theo đây là tiểu sử của Bát Nương. Bát Nương là vị nữ tiên thứ 8 trong cửu vị tiên nương Diêu Trì Cung hầu cận Đức Phật Mẫu. Bát Nương mặc
áo xanh, tay cầm vũ pháp là Võ Hoa Lam, ngồi bên mặt Đức Phật Mẫu nơi tượng thờ Đức Phật Mẫu trong báo ân từ tại tòa thánh Tây Ninh. Bác Nương có một kiếp giáng trần ở Trung Hoa vào thời Tiền Hán, tên là Bạch Liên hay là Liên Bạch, là hoa sen trắng, nên thường giáng cơ xưng là Hớn Liên Bạch. Bài thài hiến lễ Bác Nương trong lễ hậu yến Diêu Trì. Hồ Hớn hoa sen trắng nở ngày, càng gần hơi đẹp lại càng say, chiều trăng hẳn thôi dấu mày, cợt mây tranh chức Phật đài thiêm hoa. Bác Nương có công rất lớn trong việc dẫn dắt các vị tiền khai đạo như Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư, Thượng Sanh Cao Hoài Sang và Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung. Cho nên trong bài kinh tán tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu có hai câu: Bác Nương thật đấng chí linh, cùng chung giáo hóa ân tần lo âu. Nơi báo ân đường ở Nam Giang, nhân khi Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Cao tiếp đạo Phò Loan, Bác Nương giáng cơ cho nguyên bài Phật Mẫu Chân Kinh. Đây là bài kinh rất quan trọng, nêu lên triết lý và giáo lý mới mẻ rất đặc biệt của đạo Cao Đài mà từ trước tới nay chưa một tôn giáo nào có được. Đó là sự tôn thờ Đức Phật Mẫu là ngôi âm của càn khôn vũ trụ, nắm quyền tạo hóa càn khôn vũ trụ và vạn vật. Bác Nương cùng Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy về luật tam thể làm căn bản triết lý về nhân sinh của đạo. Tiểu sử của Bác Nương đến đây là hết. Tiếp theo là tiểu sử của Cửu Nương Diêu Trì Cung. Cửu Nương là vị nữ tiên thứ 9 trong cửu vị tiên nương Diêu Trì Cung dưới quyền của Đức Phật Mẫu. Cửu Nương cầm vũ pháp ống tiêu tiếp đón các chân hồn lên từng trời tạo hóa thiên để đưa vào bái kiến Đức Phật Mẫu, được Phật Mẫu ban cho đào hạnh và rượu tiên. Khi giáng cơ cho thi, cô thường đặt chữ khiết đứng đầu bài thi: khiết kỷ tu chân duyên quả định, xả thân dĩ đạo đắc thiên ân, lân lân vũ sạch bụi trần, cứu nhân độ thế phước phần hậu lai. Trong một kiếp giáng sanh xuống trần gần đây nhất, ở tại nước Việt Nam,
cửu nương có tên là Cao Thị Kiết, tên thường gọi là Khiết, sinh ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thân 1895 tại thị xã Bạc Liêu, con của ông đốc phủ sứ Cao Minh Thạnh và bà Tào Thị Súc. Cửu nương có người anh ruột là Cao Triều Phát, đứng đầu chi phái Minh Chơn Đạo ở Bạc Liêu. Cô Cao Thị Kiết được gia đình hứa hôn gả cho ông Nguyễn Bá Tính, con thứ của ông đốc phủ sứ Nguyễn Bá Phước thời đó. Đám hỏi xong nhưng chưa đám cưới thì cô bị bệnh và mất. Ngày mất là ngày 27 tháng 6 năm Canh Thân, hưởng dương được 25 tuổi. Mộ của cô được làm toàn bằng đá xanh kiên cố và hùng vĩ, tọa lạc giữa đồng ruộng cách Châu Thành Bạc Liêu khoảng 2 cây số về hướng Vĩnh Châu. Tiểu sử của cửu nương đến đây là hết.